Xin chào mọi người nha. Vẫn chưa có ai. Giờ này mọi người đang ngủ hay là mọi người đang làm gì ạ? Có ai đã có ai đang xem live stream của cô Minh không ạ? Bé bự chứ không phải cô Minh. Nhưng mà chào tất cả mọi người nha. Chưa thấy ai mà chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã đến với live stream của bé bự. Và ngày hôm nay thật sự rất là vinh dự và may mắn khi được chào đón vlogger công 92. Chắc mọi người cũng đã chắc là có một số bạn đã từng theo dõi những cái video hay là những cái sự chia sẻ của bạn công 92 trong thời gian qua. Đây, trước đây là người bạn thời cấp 3, là người bạn thời đại học, và bây giờ thì lại là chị dâu cô em chồng. Người ta hay từng nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng, nhưng mà cô này thì ngoan hiền nha, nết na tùy vị, chưa làm chị dâu nào thất vọng bao giờ. Và bây giờ xin mời mọi người cùng đến với cái buổi live stream này. Và ngày hôm nay thì gia đình dưới ngoài dưới Đồng Giang và có chị dâu lên thăm. Mọi người đã ăn uống dùng bữa xong rồi, và có một sự đặc biệt nhẹ ở đây, đó là cái dĩa trái cây này mình muốn gửi đến với chị dâu của mình và tất cả mọi người ở đây. Chị dâu chào mọi người đi, chị dâu. Chào tất cả mọi người nha. Bà cô bên chồng nói là rất là ngoan hiền, nhưng mà nãy giờ thấy nói nhiều quá, không thấy cái sự ngoan hiền ở đâu hết. Rồi, công cũng xin được gửi lời chào tất cả mọi người đang xem cái buổi live stream của bé bự. Bé bự đúng không? Mấy hồi trước đây gọi là Sumin, bé Sumin giờ chuyển sang gọi bé bự. Tên nặng là không thể nào đổi nên là phải đổi cái biệt danh. Đổi biệt danh. Bán như vậy. Ngày hôm nay thì công rất là vui khi mà được lên Tây Giang chơi và lên thăm cô chú cũng giống như là các em ở trên này. Và cái điều vui mừng hơn nữa là hôm nay bé em lại tự tay chuẩn bị cho công một cái dĩa, một cái mâm trái cây rất là hoành tráng luôn. Nhìn thích không mọi người? Nhìn từ cái ban đầu mình nhìn vào cái màu sắc của nó đã rất là hấp dẫn rồi. Và xí nữa thì hai chị em sẽ ăn và mọi người sẽ cùng cảm nhận xem cái mùi vị của nó như thế nào. Thì mọi người xem đây, đây là quả thơm, chắc chắn mọi người biết rồi, cái này đang vào mùa. Và này là quả thanh long này. Và có một quả đặc biệt nữa mọi người ơi. Đây, cái quả có cái thịt mà đỏ đỏ như thế này này. Quả gì đây mọi người? Quả gì đây mọi người? Có một em nhỏ ở bên cạnh bé bự bảo rằng đây là quả tarung. Đúng rồi, tiếng Cơ Tu thì đây là quả tarung. Và tiếng phổ thông thì bình thường mọi người hay gọi là quả vả. Có phải nôm na như vậy hay không? Thì bây giờ mọi người biết quả này là quả gì thì mọi người comment ở dưới bình luận cho bé bự và công 92 cùng biết đấy nhé. Có một số bình luận. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người đang xem live stream của hai chị em. Chào chị Liêu. Chào anh Nhiếp ơi, bọn em không bán cái gì hết. Bọn em đang trò chuyện cùng với mọi người và giới thiệu một cái loại quả khá là đặc biệt đến với mọi người. Và tiện đây là em cũng mời chị Công Chu ăn cùng mọi người. Chị Công Chu mà đi lại đổi thêm một cái tên mới. Mọi người ơi, nhìn cái quả này, tại vì đã gọt vỏ rồi, nhiều khi mọi người sẽ không có nhận ra được nó là quả gì. Nhưng mà đây là chị em Công có chuẩn bị luôn. Đây là cái quả còn nguyên vỏ nha mọi người. Trông rất là bắt mắt đúng không ạ? Và mọi người có thể nhìn ra phía sau của hai chị em Công lên này. Phía sau là một cái cây rất là to luôn và rất là sai trái. Mọi người ơi, quả gì đây ạ? Mọi người comment xem nào. Đây là quả gì đây mọi người? Quả bứa. Xin chào. Đây là lại thêm một nhân vật mới. Cà dông nha. Cà dông. Vâng, một anh chàng cà dông với bộ trang phục rất là dễ thương. Trang phục trang phục thể thao. Nói luôn với tất cả mọi người, hôm nay là ngày vui, ngày đặc biệt mà đại gia đình được tụ hội. Thì hai chị em cũng súng xính trong bộ áo thổ cẩm của người Cơ Tu. Em cho anh hai chị với. Xin nhau mọi người. Tự Công á, nói chung là rất là thích những cái trang phục như thế này. Chơi với cá với gì như là những cái vừa trang, cái này trang phục này là trang sức. Tự Công rất là thích. Nó thể hiện cái giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu từ trước đến giờ. Cho nên là vào những cái dịp mà đặc biệt là Tự Công cũng hay thích mặc như thế này. Rồi. Và sắp tới đây
đây à, cho phép em được nói thêm và giới thiệu thêm với tất cả mọi người, sắp tới đây là 20 năm tái lập huyện Tây Giang thì sẽ có rất là nhiều những cái chương trình lễ hội, và xin mời tất cả những người bạn của Minh hay là các bạn có thể chia sẻ live stream này để tất cả mọi người biết đến và mọi người đến với Tây Giang của chúng mình, và chắc chắn lúc đấy sẽ được mở mang tầm mắt, sẽ được chiêm ngưỡng những bộ đồ thật là đẹp hay những tiết mục múa cũng như là những cái món ẩm thực, và cùng khám phá về rất là nhiều thứ nữa. Xin mời mọi người nha. Yeah. Nãy giờ nói hơi nhiều rồi, bây giờ chúng ta thưởng thức trái cây đi nha. Đúng rồi, chú làm rồi. Rồi chủ nhà phải ăn trước đúng không? Theo phong tục của đồng bào dân tộc Patu mình thì chủ nhà phải thử, sau đó mới mời. Bây giờ em sẽ thử món nước mời anh. Và trước khi ăn, không biết ở nơi khác các bạn người cô tu ở nơi khác như thế nào, nhưng mà của mình ngay cái truyền thống gia đình của mình là trước khi ăn thì mình sẽ lấy một miếng xong rồi mình vứt ra phía sau như này. Tức là mình sẽ mời những cái người ở đằng sau lưng mình đó. không phải mọi người, mời những cái có thể những người quất mày quất mặt mình không thể thấy được họ, nhưng mà họ luôn ẩn hiện quá nghe. Không phải ẩn hiện xung quanh mình mà mình không thấy được đúng không? Đấy là cái truyền thống mà mình đi đâu làm gì, kể cả mình có đi thành phố hay là mình đi đâu, không biết là công chúa có thói quen như vậy không, nhưng mà em thì có, bây giờ em ăn cơm hay là em ăn canh thì hoặc là em uống nước thì em cũng sẽ lấy một ít và em vẩy ra phía sau để mời người ta ăn trước rồi mới tới lượt mình. Và bây giờ xin mời mọi người mời chị ông chú. Thật sự thì đó chính là một cái văn hóa cũng rất là hay của đồng bào dân tộc Ca Tu, tức là khi mình ăn mình sẽ luôn luôn chia sẻ cho những người mà mình không thấy. Ở đây là những người Ca Tu họ cũng có cái niềm tin về cái thế giới quan xung quanh mình ấy mọi người. Rồi quả thế nào đấy, à chị là người cho em đó. Cái này có là bro à, cái này hay nữa, tức là sau khi cho người ta xong thì mình cũng sẽ lấy một miếng xong mình cúng trước, mình nói trước để mà nói để mà đừng có bị kiểu như là đừng có bị quở, đừng có bị đau bụng. Rồi nói đây đi rồi mọi người, mình để một miếng này xong mình để trước bụng của mình như này này, rồi bro được ai luôn là plam, xong rồi mình cọ lên móng tay này được kia kia sarvado. Đó là phong tục, không biết đấy là cái từ lúc nhỏ nghe, từ lúc nhỏ em đã được mẹ bày như thế, và mỗi lần ăn nói chung đều đặn giống như là gọi là như cơm bữa là em cũng đều nói như vậy. Em sẽ nói lại không biết chỗ mọi người như thế nào, có thể mọi người comment ở dưới bình luận, có nhiều bạn cơ tu ở đây thì các bạn phong tục của các bạn như thế nào thì các bạn nói cho hai chị em biết với nhé. Và để chị công rồi anh làm đi đó, chị có thể tìm hiểu thêm cái này, em thấy cũng rất là hay để mình bày cho mấy đứa nhỏ chị. Đúng rồi, thì cái thói quen này của bạn Minh rất là tốt luôn, mà cái này Công lại không có thực hành thường xuyên, nhưng mà rõ ràng Công thấy nó rất là hay. Và cái cách mà Minh nói thì nó cũng có sự khác, tức là mỗi vùng nó sẽ có cách nói khác nhau, nhưng mà cái nội dung bao hàm của nó sẽ giống nhau. Ví dụ như khi nãy bạn Minh vừa brow đúng không, bạn Minh sẽ nói cách của bạn, bây giờ Công sẽ nói theo cách của bọn Công là nó cũng khác. Ví dụ như này, Công ăn quả vả, nãy giờ không thấy ai cảm ơn em Nam. Đây là quả vả nha mọi người, Công sẽ ăn một miếng rồi mời mọi người cùng ăn nha. Công sẽ nói này nè, brau a rau nhan cha da ta ku bơ mày bực cùng bư mày để ku ca tươi mày pơ đó, tụi Công thì nói như vậy. Mà Công cũng không biết là mỗi vùng sẽ có một cái cách nói khác nhau, nhưng mà chung quy lại nó đều chung một cái ý nghĩa nha mọi người. Đúng rồi, đều mong muốn anh mang lại một cái điều thôi là như mình rồi. Yeah, xin mời mọi người nhé. Rất là ngọt mọi người. Chúng mình ăn cái này ngọt hơn. Mời mọi người ăn nha. Nãy chưa đã ăn một miếng dứa rồi, nhưng mà chưa nói với bọn cái vị nó như thế nào. Hiện giờ bây giờ thì đang vào mùa dứa, cũng gần cuối mùa rồi ha. Gần cuối mùa rồi đó. Cái vị dứa bây giờ nó ngọt ngọt thanh thanh chua chua. Bản thân em thì được có cơ thể như này thì rõ ràng không phải là một sớm một chiều, và tất nhiên thực sự phải ham đồ ngọt lắm mọi người. Và cái dứa này em đã có thể ăn tự nhiên như vậy, chứ tỏ là nó rất là ngọt. Em chỉ nói mục đích là chỉ nói với mọi người rằng là một người rất là ham đồ ngọt và đây ăn dứa mà, tức là được bồi đắp từng ngày mới được một cái cơ thể như thế này đó. Công cũng cố gắng bồi đắp mọi người, Công cũng muốn được một phần thịt như thế này mà không được đây. Tiểu đường má ơi, ở đâu mà tiểu đường. Không, trái cây mình ăn trái cây nó có vị ngọt rất là
tự nhiên, cho nên là mình sẽ không có lo với tiểu đường. Tiểu đường nó là do kiểu như mình uống nhiều cái các loại đường hóa học á. Chào mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã vào comment rồi này. Hai chị em đang nói chuyện thì có bỏ lỡ rất là nhiều cái comment của mọi người, rất là vui vì mọi người đã vào xem livestream của hai chị em và đã comment rất là nhiệt tình. Chúc cho mọi người cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc và an yên. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức mọi người ăn online nhé mọi người. Ở đây là trái vả ha. À, bạn ăn thanh long. Thanh long thì mọi người đã biết được cái vị thanh long nó như thế nào rồi phải không ạ? Nên là chị em mình nhường cái phần thanh long nhỏ này cho một bạn nhỏ và để hai chị em thưởng thức trái vả và trái dứa. Đúng rồi. Mời mọi người nha. Mọi người thấy nó tươi. Đây cái đấy mình gọi là mật ha. À, cái này rồi. Phải gọi là mật. Và tiếng cơ tu gọi là cái gì? Anh này tar. Tar. Chỗ các bạn cơ tu ở vùng miền khác như thế nào? Còn chỗ cơ tu của bọn mình ấy gọi cái này là tar, này chắc tiếng phổ thông gọi là mật ha. Ngọt mật cực kỳ luôn. Cái này gọi là vả mật đấy. Vả mật à? Ở chứ bình thường nó không phải như này. Thì họ gọi vả mật đó kiểu như không biết có nhiều loại không biết. Trong lúc bạn mình đang ăn trái mật thì Công cũng sẽ giới thiệu trái vả thì Công cũng sẽ giới thiệu thêm với mọi người về trái vả cho mọi người. Cái này là tụi Công đang ăn quả chín, nhưng mà đối với cái quả còn xanh như thế này thì mình vẫn ăn được nha mọi người. Mình sẽ có thể chế biến được nhiều món ăn, ví dụ như là gỏi này, hoặc là mình sẽ xào với lại thịt nha mọi người. Và đối với phụ nữ mà đang cho con bú giống như Công này, mình có thể sử dụng cái quả vả non, mình sẽ nấu canh nha mọi người. Ăn sẽ lợi sữa. Nói chung là như vậy, mình thấy quả vải nó có khá là nhiều cái công dụng luôn. Cắt một miếng này cho bác ơi, cắt là xin phép. Đây này mọi người thấy mật nó tứa ra không? Rất là ngon mọi người. Đó, thấy chưa, núng na núng nính giống như bé bự vậy đó. Núng na núng nính như bé bự. Hình như cái này nó quét đúng không? Quét mình để con dao nó sẽ quét đúng không? Nào, không biết, chứ mình hồi ở đây giới thiệu dao rửa đồ sao. Dạ, cái này ví dụ như nó chín hùng thì nó sẽ lên men và nó có mùi rượu. Chà, bơ đại chị là bà trà. Chào mọi người. Đi đâu mà được gặp nhau? À, bé Bình Diệp ơi, bọn chị how the hikatumon, how the lượt giáo là ông bà ngoại với cậu mợ với đồng giang là lên di giáo ở trên nhà chị ấy. Là nên là có cậu mợ rồi các chị dâu rồi mấy anh mấy chị lên nhà chị á, lên di giáo trên nhà ông bà ngoại, trên nhà ba mẹ chị em. Có dịp hai chị em gặp nhau. Rồi tiếp tục là gì? Cái một cây vả này mọi người thấy không đang nói chặt lá đồng thời. Bây giờ thì mình sẽ sang nói về lá. Thì mọi người thấy là hai chị em đang dùng cái lá để mà mình để ăn lên á. Thì mình sử dụng lá cây để mà gói, để mà đựng thực phẩm thì nó rất là kiểu như là an toàn cho sức khỏe của con người. Thay vì bây giờ thì mình cũng sử dụng bao nhiêu hết. Thì mỗi lần mình đi rẫy đồ các mọi người nên ăn hái lá, có thể là lá chuối hoặc là lá vả để mà gói ăn đều là ok nha mọi người. Vừa đảm bảo sức khỏe cho mình và vừa bảo vệ môi trường nó phá mạ và đỡ tốn kém được không? Là hay gì giáo mình nghe nó ghê gớm đúng không, hay là nó có một cái gì đó nó rất là nặng về cái đồ của hay là cái phần mà mình mang đi, cái quà mà mình mang đi. Nhưng mà giống như mình cũng đã đơn giản hóa, mình coi trọng cái chuyện tình cảm gia đình hơn, tại vì ai cũng có công việc riêng của mình. Đây có thể là một năm mới có một lần để ông bà con cháu, tại vì đâu phải ai cũng lấy nhau gần, đi là mấy năm mới được một lần. Đây kiểu như là cái cơ hội để mà dòng họ bốn bên luôn á, dòng họ bốn bên để có một cái bữa tiệc thân mật gặp gỡ nhau. Cái này thì kiểu như mình cũng điều phối theo cái kinh tế của gia đình thôi mọi người, chứ không phải là sự ép buộc gì, cho nên là Công thấy thì nó rất là hay. Và Công nghĩ là mọi người nên duy trì, thay vì mà nói là cái này thì bỏ đi, Công thấy là nên duy trì là tốt hơn. Đúng nha, Lăng chị Ben. Xin chào bé Ben. Nha. Hôm nay quá, tiếp tục ăn đi chị. Ăn đi, hơi bị no rồi, nãy giờ ăn nhiều á. Ăn miếng rồi. Rồi ăn thêm miếng nữa nha, hơi bị no á. Múc bang đi, múc bang không nổi á, múc không nổi. Trời ơi, dỗ người ta múc bang rồi nó quá trời nhiều, ở đây nhiều. Dỗ mình nó ít mà kêu ăn không nổi. Son hơi bị nhiều đó. Không, thiệt sự anh ơi, nói thật với anh là mấy bữa nay em cảm thấy là em phải bị già đi quá là nhiều nên em phải dùng áp. Đây là áp, không phải do son trên môi em đâu. Trời ơi.
Cái chị đó con. Alo, bà con là chị bơ. Ơ, vô anh ơi, nà ta rung có đông có nhìn nà là mơ bực. Cá hai bây rồi, bây rồng yếm nô mùi chua lần ta rung với thì đông nạc ní đất ạc lần gì bơ. Ơ, đúng cầm nhau mẹ. À, mấy em đến đi sắp nhật đi. Sắp nhật rồi. À, hôm nay thì ngoài cái dĩa trái cây rất là ngon lành này á, thì con cũng rất là thích cái này mọi người. Không biết là ai đang cái này nhỉ? Một anh bác ở dưới Thiên Tari đó. À, giờ bác mất rồi. Mất rồi hả? Ừ. Cái này sản phẩm Đan Lát của đồng bào dân tộc Ca Tu mình nha mọi người. Trời ơi. À không, con cực kỳ thích luôn mọi người. Nó nhỏ gọn như thế này mình để thức ăn, mình để trái cây rất là ok luôn. Mình gọi là cái gì? Apple à? Cái này phải Apple. Cái này kiểu họ họ làm cái mới, cái này theo cái mới. Cái hồi xưa là mình đâu có nhỏ như đi, mình chỉ làm mấy cái Apple là cái nhỏ đúng rồi, chắc là Apple là cái to. Apple là cái to. Nhưng mà giống như bây giờ là mình muốn ăn tới. Cái này cũng không. Đẹp không? Đẹp không chị ơi chơi? Muốn mặc đồ truyền thống để mà giới thiệu với tất cả mọi người về cái áo thổ cẩm của người Ca Tu mình đã chỉ. Cao sang hình như là bảo. Cao sang à, cao sang là thầy. Thầy ở dưới Đông Liên mặc đồ truyền thống. Chào hai người đang xem mặc hơi yếu mà người thông cảm nha. Nó bị chập chờn. Ca Tu Huế. Ơ brau phải lấy miếng to. Chớ bên em miếng nhỏ sao thần linh nhận được. Nghe cũng có lý ở nhà nhưng mà thiệt sự lấy một miếng to xong dục đi thì rất là phí. Nhưng mà thần linh thì mình cũng nhờ cái tâm của mình ở nhà. Yeah. Không, với lại như thế này, người Ca Tu thì họ cũng có cái quan niệm là kiểu như là thế giới bên kia nó sẽ đối nghịch với mình. Đúng rồi. Mình cho họ miếng nhỏ nhưng mà họ lại thấy đó là miếng to. Kiểu giống như mình đốt vàng mã, vàng mã có thật đâu mọi người. Cái đó là giấy nhưng mà mình lại đốt cái đó cho họ, họ lại thích cái đó so với cái việc mình bỏ tiền mặt ra, đúng không mọi người? Đúng rồi, rất là có lý. Cọp già như là ai ở cả nãy giờ không thấy bạn tôi vô hết á. Toàn bạn của bà thôi. Mọi người chia sẻ livestream đi thôi. Để mình chắc cùng là chị em mình nói chuyện livestream một chút nữa thôi, xíu nữa mình sẽ cho công chúa của mình nhà ăn uống. Một em bé nhỏ đang tia cô và mẹ. Xin mời mọi người chúng mình lên ăn tiếp đây nha. Do cái này ăn nhiều rồi cho nên là giờ cái bụng nó mọi người biết rồi, mỗi lần có cái bữa tiệc như thế này nó có rất là nhiều món luôn. Đây này bé ăn miếng to lên đi. Có rất là nhiều món. Hôm nãy mình không quay. Đáng lẽ hồi nãy con múc ba con gà, mọi người có con gà của công, mọi người biết về công thì mọi người biết về trang trại gà của công đúng không? Con gà chắc thịt trời. Không cá ba cá vợ cá tí mà cá bao cá vợ cá ba vài bực của trực dập ngày mà tòi nà là y bường vài bực tôi cho cô tớ bơ nà đà. Nuôi được nhiều mới được ăn. Hai là toàn đánh sự việc bà có quay lại không? Chắc còn đang điều ăn. Cứ để từ đó là thiếu đoạn ăn thôi. Đây là từ cái khúc mà mọi người đi lên này. Hay là như nào? Đi quay được. Thì cảm ơn cảm ơn Phương nghe. Chắc là con cũng xin phép chào mọi người đem về ý chỉ. Không phải, không phải. Cái này ở dưới xã đó. À, múc bang à, mấy nàng đúng chắc, rồi. Chắc chắn là có đem thịt về rồi. Rất là nhiều. Còn được ăn hay không thì chưa biết nha. Tại vì nó xa mà. Đúng rồi Bông ơi. Đang múc bang trái cây nè. Rồi con cũng xin tạm biệt các bạn đang xem live của bé Bự nha. Giờ con có việc rồi. Nhường lại cái buổi trực tiếp này cho bé bự tiếp tục nói chuyện đấy nha. Bye bye. Bye bye. Xin nữa xong việc vô lại chứ. Bà đi làm tới tối à. Chủ phòng này là của tôi. Múc bang hết rồi mà còn tôi nữa. Là thêm đồ ăn đi.